Dạ xin mời anh Quang Vĩ. Quang Vĩ trân trọng kính chào quý vị cùng các chị em. Hôm nay Quang Vĩ xin trình bày một nhạc phẩm nói về tình yêu, nhưng mà tình yêu rất nhẹ nhàng, êm ái nhưng mà không kém phần nồng nàn say đắm. Đó là nhạc phẩm Bên Kia Sông của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang để tặng cặp uyên ương Thanh Khiết và Tô Châu. Hãy
vừa mình em nghe.